Đức Đại của kênh cây giống nông nghiệp 4.0 xin được kính chào quý bà con cũng như quý khách hàng trên mọi miền của Tổ quốc. Đức Đại hôm nay xin được giới thiệu về giống cây Na Thái. Cây giống được nhân giống bằng hình thức ghép mắt, ghép nêm, ghép cành. Cây có chiều cao trung bình từ 60cm đến 70cm tùy từng thời điểm. Cây giống khỏe mạnh, bầu rễ chắc chắn, sạch sâu bệnh. Cây sinh trưởng đều đẹp. Quý bà con quan tâm xin vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết nối Zalo tới hai đầu số đang hiển thị trên màn hình để được cung cấp hình ảnh và kích thước thực tế của cây giống tại thời điểm hiện tại. Nhà vườn chuyên cung cấp và tư vấn cách trồng cách chăm sóc các giống cây na như na Thái, na giữa Đài Loan, na sầu riêng khổng lồ, cây giống được dâng u tại vườn, bầu dễ khỏe mạnh cây phát triển tốt, đảm bảo và hạn chế tối đa cây bị trột, chết và thối rễ cho bà con sau khi trồng. Cây Na Thái hay gọi là Na Hạt Lép, mãng cầu Na Thái, là giống ngoại nhập từ Thái Lan vào Việt Nam khoảng 7 năm về trước. Cây Na Thái nhanh chóng thích nghi với khí hậu Việt Nam nói chung và được trồng và phát triển nhiều ở khu vực miền Tây Nam Bộ và sau này được chuyên gia nhân giống chuyển ra Bắc miền trồng thử nghiệm thành công, nên được bà con nhà vườn trồng Na ưa chuộng. Đặc điểm sinh thái cây Na Thái Cây giống Na Thái thường được ghép cành để nhân giống nên cây phát triển tốt giống na thái không kén đất nên thích nghi với mọi loại đất trồng cơ bản giống na thái có thể sinh trưởng và phát triển trên cả đất nghèo dinh dưỡng đất sỏi đất cát đất chua hoặc đất trung tính cây na thái là giống na mới nhập khẩu nhưng có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao chất lượng quả tốt và có khả năng chịu sâu bệnh chịu úng chịu hạn cao Rồng na thái là loại cây ăn quả thân gỗ, sông lâu năm có tuổi thọ cao từ 15 năm đến 20 năm, cây cao từ 4 mét đến 10 mét, tán cây rộng 2 mét. Đặc điểm dễ thấy nhất là na thái lá to bàn, cho quả to với khối lượng từ 0,5 kg đến 1 kg, quả na thái rất ít hạt hoặc hạt lép. Na thái thuộc loại na dai, khi chín các múi dính chặt vào nhau, vào mỏng hơn, dễ dàng bóc ra từng màng. Quả na thái còn có vị ngọt và thơm hơn na bờ. Vì thế, khi vận chuyển quả na thái có vai chạm mạnh cũng không vỡ. Na thái ghép trồng một sau sẽ bói quả bắt đầu cho hoa vào tháng 4 và thu hoạch quả vào tháng 8 hàng năm. Sau khi trồng 3 năm cây cho thu hoạch 24 đến 26 kg, từ năm thứ hai trở đi cây cho thu hoạch 35 đến 60 kg quả và còn nhiều hơn nếu được chăm sóc tốt. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây na thái. Thời vụ nên trồng na thái vào mùa xuân kéo dài đến tháng 8-9. Na thái ghép trồng sau một năm sẽ bói quả, khoảng cách hàng cách hàng 4m x 4m, cây các cây 4m x 4m, chăm bón tốt để quả to, nhiều thịt, mật độ 45 đến 50 cây trên một sao Bắc Bộ, 60 đến 65 cây trên một sao Trung Bộ, 125 đến 130 cây trên một sao Nam Bộ, tương đương với 1.200 cây đến 1.300 cây trên một hát ra. Na Thái ưa ánh sáng, vậy nên bà con chia hàng dọc theo hướng mặt trời và so le giữa các hàng với nhau để tiết kiệm đất và cho cây na tiếp cận ánh sáng được tốt nhất. Na Thái chịu uống kém, nhưng chịu hạn khá tốt, nên cần chú ý làm mong, loan thoát nước cho cây na tránh vào mùa mưa na bị uống nước. Khổ trồng na có chiều sâu khoảng 50cm, kích thước rộng 60cm bón lót bằng 15 đến 20 kg phân chuồng cộng 0,2 kg kali cộng 0,5 kg lần cách chăm sóc cây na thái ánh sáng na thái ưa ánh sáng hoàn toàn nhiệt độ na thái chịu được biên độ nhiệt lớn chịu rét khá tốt mùa đông cây rụng lá nghỉ đông ngừng sinh trường, đến mùa xuân lại mọc lá mới độ ẩm na thái ưa độ ẩm trung bình đất trồng cây na thái không kén chọn đất kể cả đất nghèo dinh dưỡng, đất sỏi, đất cát, chùa hoặc trung tính, để quả to ngon, năng suất cao thì nên trồng ở loại đất tốt, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Đất thích hợp là đất rừng mới khai phá, đất phù sa, độ pH H bằng 5,5 đến 6,5. Nếu trồng đất xấu, không bón phân thì cây nhanh ra cỗi, ít quả, hạt nhiều, quả nhỏ. Vì vậy cần chú ý chăm sóc từ khi cây trồng để cây khỏe, phát triển tốt thì mới cho quả ngon. Tưới nước, Na Thái chịu uống kém, nhưng chịu hạn khá tốt. Vào mùa khô ở vùng đất hạn, hoặc đất cát ven biển, thì cây rụng lá. Đến mùa mưa lại ra lá và hoa. Khi cây bón những lứa đầu thì hoa bị rụng nhiều. Khi cây quang hợp đầy đủ, khỏe mạnh, thì quả cũng đậu. Vào tháng ngày 7 tháng 8 lứa hoa cuối, hoa rụng nhiều, quả nhỏ. Như vậy trồng Na Thái không cần tưới nhiều. Tuy nhiên tưới điều độ, thì thời gian ra quả kéo dài hơn. bón phân, bón lót bằng 20 đến 30 kg phân chuồng, bón thúc, hai năm đầu bón 20 kg trên năm, cộng 0,5 kg NBK. Từ năm thứ ba trở đi tăng lên 30 kg trên năm cộng 0,5 kg NBK. Phân khoáng bón tăng dần 0,5 kg cho mỗi năm, đến năm 9 105 không tăng nữa. Để quả ngọt hơn bón thêm kali từ năm thứ ba với lượng 0,5 kg cho mỗi cây rồi tăng chút ít qua mỗi năm bòn phân khi cây cho hoa vào tháng 2 tháng 3, nuôi quả và cành vào tháng 6 tháng 7, vun gốc và bón thúc vào tháng 10 tháng 11. Sâu bệnh, na thái có sức đề kháng cao, ít sâu bệnh tuy nhiên, nếu vườn ít chăm sóc thì dễ bị dẹp sáp, dẹp sáp màu trắng và các tuổi trắng xung quanh bám vào dưới mặt lá khi cây chưa ra quả. Khi cây có quả thì bám vào kẽ giữa hai muối lúc quả non đến khi chín làm quả nhạt, mất vẻ đẹp, khó bán. Phòng trị bệnh bằng thuốc Mipsin, B58ND, Upload, Supras, vào cuối vụ sau khi thu hoạch quả. Nếu bệnh nặng thì xịt vào quả, lá, khi quả sắp chín, thì không xịt nữa. Thu hoạch na Khi na mở mắt, ở giữa hai mắt các kẽ đầy lên, đỉnh mũi thấp xuống, màu trắng là có thể thu hoạch được. Nếu na bờ thì kẽ nứt toác, khi hái quả cần lót lá tươi, lai chuối khô tránh xây sát, thâm, xấu mã. Khi thu hoạch cần vận chuyển luôn đến nơi tiêu thụ để tránh dập nát kể cả na thái. Do quá trình hô hấp mạnh làm trái cây chín nhanh ngoài ra quả chín, còn thải ra ethylene làm khí quay trở lại kích thích quả mau chín hơn. Tốt nhất để bảo quản quả chín là dùng nhiệt độ thấp. Nếu quá thấp làm cho quả bị tổn thương lạnh, thâm đen, nhũn ra với na nhiệt độ bảo quản phù hợp 13 độ C. Đà thái có trọng lượng từ 500 g đến 1 kg giá trị sẽ phụ thuộc vào trọng lượng và kích thước của mỗi quả thường sẽ dao động từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng trên 1 kg quả. Trên đây là toàn bộ quy trình trồng, chăm sóc cây na thái và lợi ích của na thái đem đến cho người trồng. Hiện nay na thái đang đem lại năng suất cao và thu nhập ổn định. Quý bà còn quan tâm xin vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết nối Zalo tới hai đầu số đang hiển thị trên màn hình để được cung cấp hình ảnh và kích thước thực tế của cây giống tại thời điểm hiện tại. Nhà vườn chuyên cung cấp và tư vấn cách trồng cách chăm sóc các giống cây na như na thái, na dứa Đài Loan, na sầu riêng khổng lồ, cây giống được dâm ủ tại vườn, bầu dễ khỏe mạnh cây phát triển tốt, đảm bảo và hạn chế tối đa cây bị trột, chết và thối rễ cho bà con sau khi trồng. Địa chỉ học viện nông nghiệp việt nam châu quỳ gia lâm hà nội hướng dẫn vận chuyển quý khách ở tỉnh xa chúng tôi hỗ trợ vận chuyển cây giống ra các bến xe gửi qua xe khách xe tải cây giống được đóng gói cẩn thận vận chuyển chuyên nghiệp thời gian gửi hàng nhanh chóng và theo yêu cầu của khách hàng hướng dẫn thanh toán quý khách đến tham quan mua cây tại vườn cây giống và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt quý khách ở tỉnh xa thì thanh toán qua tài khoản ngân hàng và các nhà xe trên khắp cả nước cam kết chất lượng đảm bảo chuẩn giống đúng chất lượng sản phẩm cung cấp kính chúc quý khách nhiều sức khỏe mùa màng bội thu xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo